Thành phố Đà Nẵng được biết đến với bờ biển đẹp và thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Thế nhưng gần đây, sau những đợt áp thấp liên tiếp, thủy triều dâng cao cộng với sóng lớn đã làm cho các bãi biển dọc quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn xuất hiện sạt lở và xâm thực sâu. Đây cũng là lần đầu tiên tình trạng trên xuất hiện tại thành phố nổi tiếng về du lịch biển này. Điểm sạt lở tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà là một trong bốn vị trí bị hư hỏng nghiêm trọng sau hai đợt áp thấp vừa qua. Bờ kè bị sóng biển khoét sâu vào bên trong gây nên tình trạng sụt lún và hở hàm ếch. Mấy năm trước là nó sáng ở vùng kia, xa lắm, cách ra nó đi có mấy trăm mấy lần. Bây giờ trừ là nước nó vô tới đây rồi, thì tương lai là coi như sóng nó sẽ đánh đây. Nó đánh vô đây là đánh cái bờ này là sẽ chịu sóng. Mà nếu mà không có mà cái biện pháp á, thì cái bờ kè nó sẽ sụp. Mà sụp là đường đi ba luôn. Còn tại bãi biển T18, quận Ngũ Hành Sơn, sóng biển lấn vào bãi cát khoảng chừng 3-5 mét so với mọi năm. Nhiều lối đi xuống biển, cây xanh đã bị cuốn trôi. Để cảnh báo, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đã cử người túc trực mắc hàng rào tạm, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách hạn chế đi lại tại các khu vực biển sạt lở xâm thực. Thời tiết thay đổi so với mọi năm. Mọi năm thì không có, nhưng mà năm nay thì thiệt hại nước, lượng nước lớn là đưa vào nhiều. Thì Ban Quản lý cũng tham mưu sớm cho ủy ban để khắc phục. Chứ còn để như thế thì cái hình ảnh bãi biển không được đẹp. Sau lưng tôi đây là một trong những lối xuống biển thuộc bãi biển T18 của quận Ngũ Hành Sơn. Cách đây vài ngày thì sóng biển đã đánh sập cái lối xuống biển này. Từ cái lối xuống biển này cách mặt đường khoảng 5-7 mét. Nếu như thành phố Đà Nẵng không sớm có những cái giải pháp kịp thời để mà ngăn chặn cái sự xâm thực của sóng biển thì nguy cơ sóng biển sẽ ăn sâu vào khu vực phía bên trong.